là áp dụng cho CSS table menu. Đây các bạn thấy đầu tiên áp dụng CSS cho table, tại vì cái link cái trong cái video của Coursera để hướng dẫn từng bước rất là cụ thể rồi, thì mình sẽ không có làm lại, mình sẽ đi thẳng tới về lab 6 để hướng dẫn các bạn làm lab 6 luôn cho nhanh. Rồi các bạn có thể sử dụng cái link link ở trong này để các bạn tải tải cái phần code về, các bạn thực hành cho nó dễ, các bạn đỡ phải gõ lại cái phần này, ví dụ như ở đây đó. Bạn thấy thấy đường link ở trong Coursera nó sẽ link của mình tới trang là Codepen. Codepen các bạn sẽ thấy các ví dụ sẵn ở trong này đây, các bạn có thể thực hành trực tiếp trên Codepen này cũng được. Bạn xóa xóa CSS đi ha, các bạn thực hành lại. Đó, xóa CSS thì nó chưa có gì hết, hoặc là các bạn có thể copy cái phần HTML này về cái VS Code của các bạn và các bạn viết thêm CSS để thực hành thêm. Mình thấy Coursera đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Đó, thực hành tạo menu cũng vậy, Coursera cũng hướng dẫn từng phần rất là kỹ. Các bạn chỉ cần làm theo các bước thôi. Rồi, mình sẽ đến bài lớp 6. Lớp 6 thì cái phần này nó là phần nhỏ là mình sẽ sử dụng cái CSS cho table 1 này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần này. Bạn click vào. Thường thì cái này nó bị lỗi. Sẽ không không sử dụng tính năng dịch cho nó. À, đây, mình sẽ có một cái trang web, cái source code ban đầu như thế này. Bạn tạo ra một cái thẻ HTML, HTML và mình sẽ nó sẽ như thế này, và mình sẽ dùng CSS để làm thành một cái bảng và menu như thế này. Mình giữ lại cái này để mình xem và mình làm theo. Mình sẽ làm thành một cái trang web có giao diện như thế này. Đây mình cũng đã soạn sẵn cái phần CSS, phần HTML của cái mình sẽ chuẩn bị làm. Nó sẽ tương tự như vậy thôi. Mình sẽ có đầu tiên là thẻ H1 với tên ban đầu và navigation bar với bốn bốn đường link. Mình thấy bốn đường link. Rồi, ở đó là trong phần header của mình. Và trong phần picture, của mình sẽ có ba ba cái tấm hình. Rồi, mình ba tấm hình như thế này. Tiếp theo là đến phần table. Trong đó nó sẽ có một cái đoạn text nhỏ nhỏ như thế này, thì mình cũng thêm một đoạn div và chèn text luôn. Và table mình đã tạo sẵn một cái table với những ký tự ngẫu nhiên này. Các bạn thấy đây, ở đây sẵn có sẵn một table nhỏ để cho dễ nhìn thì mình sẽ tạo luôn cái inline CSS lên trong thể hiện. Đầu tiên mình sẽ khôi phục nó thành, mình sẽ chọn hết, chọn tất cả. Mình border, sizing border box. Và green mình cho về không. Padding mình cho về không. Các bạn sẽ thấy nó sẽ bỏ đi những khoảng trắng không cần thiết, là mình dễ dàng lập trình hơn. Đầu tiên mình sẽ tạo cái menu bar. Tạo menu bar giống như thế này. Đó. Các bạn xem này, đầu tiên ở trong phần header của mình nó sẽ có một cái thẻ H1 và menu bar. Bạn thấy ở trong này sẽ có một cái ảnh nền, rồi mình sẽ làm cái ảnh nền cho phần header của mình. Đây mình sẽ chọn chọn thẻ header. Background. URL. Rồi đây mình chuẩn bị sẵn một vài tấm ảnh. Chọn banner. Bạn đã thấy nó được áp dụng vào trong đây rồi. Tiếp theo mình sẽ thấy nó ở giữa trung tâm và các thẻ này cách đều nhau. Giữa trung tâm là mình cần thẻ H1 ở giữa trung tâm. Mình sẽ chọn H1. Center. Chữ trắng.
À, giờ là ở giữa và chữ trắng rồi. Mình thấy đây nó cách cách đều ra một chút, cách nào rồi mình cho cái này nó to hơn. À, thì mình cài đặt cái kích cỡ cho heater đi. Hay tức là độ cao á. Mình chọn là 30 V ha, là view hơi dài đi. 20. À, H1 đây mình muốn cách nhà tí nữa mình sử dụng thuộc tính padding ở bên trên mình muốn cách mình sẽ 30 pixel hai bên thì mình sẽ không cách. À, giờ nó đã cách ra rồi, 30 cũng là nhiều, dạ 20 một chút thôi. À, đấy là xong cái phần đầu tiên, mình giờ tiếp tục sẽ đến phần link ở đây. À, mình sẽ thấy có thể navigation, mình nhóm nhóm tất cả các link thẻ A này trong navigation rồi. Là mình sẽ chọn thẻ A, bạn thấy ở đây có cái gạch chân, mình sẽ xóa cái gạch chân nó đi. Text decoration non rồi, mất gạch chân rồi, mình cần background cho nó, background color mình nhận màu này đi, nó khá giống màu trắng rồi, thấy đậm quá mình cho nó trong suốt đi một chút, chọn này. Đi. Là nó sẽ tự đổi ra hệ màu RGB, mình dùng nó không sao cả. Các bạn sẽ thấy ở đây nó động động ra một chút, mình cho động động ra một chút. Padding 20 pixel đi. Rồi bạn thấy nó bo góc, mình chọn bo góc border radius 5 pixel. À, nhiều hơn chút nữa 10. À rồi đấy, kích cỡ ở đây mình thấy ở đây nó rất là đều, kích cỡ đều nhau thì mình chọn kích cỡ cho nó width 20 làm chắc không áp dụng hả. Thật to hơn 200 pixel vậy là như là nó không áp dụng. Mình sẽ làm tiếp, là mình thấy nó muốn nó ra giữa hết là AB này, like, send. Rồi, nó đã ra giữa hết, mình cần cách đều các khoảng cách này giữa nó với nhau. Justify justify item center. À, không ra gì cả. Thích justify chỗ này mình chọn justify rồi. À, nó không cần nữa đâu, thì mình sử dụng cách khác. Để khách đó. Thì mình sẽ dùng mark margin cho tại A luôn. Muốn nó cách ra mỗi bên là 30 pixel. Đó, đã cách ra rồi. À, muốn xác định muốn càng chiều cao thì phải biến nó thành cái box display inline block à, nhảy xuống dưới cái nó thì nó sẽ nhảy lên đây rồi mình set siêu rộng cho nó 20%. Rồi giờ nó rộng đều 20% hay nhiều 10% 15 đi. Các bạn cứ thử thôi, thử nhìn cho nó hợp lý là được. Đây bạn muốn nó đi lên một tí là cho cái này đi lên một tí. À, margin ở đây mình chỉ cần sử dụng margin hai bên thôi, không sử dụng. À, nó đã đi lên rồi.
mình kéo rộng cái header của mình ra một chút, mình lên 25 về ha. Đó, thế là đã xong cái phần đầu tiên thì khá là giống này. Bạn thấy cái chữ team này nó được in đậm lên, mình sẽ thêm một thuộc tính này trong cái phần team này. Class này được chọn, mình sẽ sử dụng bộ chọn class này, mình đã thêm sẵn bộ chọn class ở đây rồi, mình chấm được chọn. Background color white nè, chọn lên rồi. Giờ mình xem một bộ chọn nước giả để khi mình di chuột qua các phần tử nó sẽ đổi màu. Thì mình dùng A, dùng nước giả là hover, tức là đưa chuột qua. Background color màu xanh này đi. Các bạn thấy mình khi đưa chuột qua nó đã đổi màu thành màu xanh rồi. Thế là mình đã làm xong cái menu bar mình chị. Bạn có thể thêm nhiều cái lựa chọn khác. Bạn muốn nó có viền, các bạn có thể chọn border. Bạn chọn 2 pixel. Thuộc tính solid và màu đen. Bạn cứ thêm cái thuộc tính vô với hover này nó sẽ thay đổi theo các bạn nhìn. Đó, bạn thấy là màu đen này. Tiếp theo mình sẽ làm cái phần hình ảnh ở bên này. Hình ảnh ở đây mình đã chọn picture và các thẻ img, mình sẽ chọn, mình sẽ chỉ lựa chọn picture với img, mình sẽ làm cái này đây. Picture chứ không. Đó. À, mình chọn size cho nó chứ. À, đây là thẻ img, nếu bạn chọn sai cho img cái hình này to quá, mình sẽ cho nhỏ lại. Đây mình muốn nó 20% cái màn hình đây. Đó, cái nhỏ này rồi. Đó, chiều cao luôn, thì mình có cái tấm hình này nó hơi cao quá. 30 VH này. Đó, chờ hết này. Đây. Đối với chiều cao thì mình không có sử dụng phần trăm, tại vì bạn nhìn trang web của mình có thể chiều rộng mình có thể kéo qua cho lại, mà chiều cao mình có thể kéo tới vô tận luôn, nghĩ là 15. Nên chọn thuộc tính block display để cho nó không còn cùng một hàng nữa. Đó, nó xếp ở đây rồi. Mình muốn cái chữ ở bên này nó trượt lên trên, justify picture float ấy. Xin lỗi, float left à, left nên để đó không được, để đây à, không có được bạn thấy nó nhỏ nhỏ ở đây. Nguyên cái picture của mình đã chiếm hết cái phần này rồi, nên 20% của cái nó chỉ chiếm, nó sẽ là cái phần nhỏ đó thôi. Mình sẽ tăng nó lên là 80%. Đó. Mình nhìn tiếp ở đây nó cách ra một chút và có border bên ngoài. Border thôi. À, một pixel. Nó cách ra một chút. Mặt riêng 2 pixel chưa đủ ha, nhiều hơn 10 đi. Đây mình thấy nó có một cái nền màu này, mình thêm nền cho nó. Còn nếu bạn, nếu mà các bạn thêm nền của img thì nó sẽ không có gì cả, tại vì cái thẻ header này nó là cha, nó chứa là img, nên nếu mà bạn muốn thêm nền ở dưới cái này các bạn cần phải thêm nền ở trong cái phần picture của nó. Background color nên đây mình chọn nền màu xanh, green green hơi đen một tí, các bạn thấy nó đen rồi, giờ nó chưa căn ở giữa. À, mình sẽ chọn green, đây mình cho luôn là auto đi, còn nó sẽ hiện thị như là đó, giờ nó căn ở giữa rồi. Và mình sẽ phát định để cho nó cách đều đây. Top thôi, nó mình top phần đủ rồi. 20 pixel. Đó, nó đã cách rồi.
Rồi nó lại bị dính cái border. Xóa border nó ra. Rồi. Các bạn thấy là dưới này nó tràn tràn thêm một xíu nữa. Cho nó tràn. Mình tìm chiều cao cho nó. Cho nên là 100 pH. Tới một bài sau mình sẽ học về các đơn vị ở trong này nha. Giờ mình cũng chưa nói nhiều về các đơn vị. Đó. Bạn thấy là nó tương đối giống mà. Còn cái phần tim nữa. Giờ mình sẽ kẻ bảng và chỉnh cái chữ nhỏ này cách nhau một chút. Đây cái thẻ của mình ở đây là thẻ H2 và thẻ P. Mình có thể lựa chọn thẻ Deep rồi tới thẻ H2. Deep rồi tới thẻ P. Deep. Hoặc là mình chọn mỗi thẻ H2 không cũng được. Ở đây mình sẽ hai cái này giống nhau, mình sẽ lựa chọn luôn một lần. À, mình chọn từng thẻ. H2. P. Mình cho nó cách nhau là một tí. Mình đây. Trong Excel. Cái này nó sẽ tính là từ cái đầu trang web của các bạn qua. Nên mình, nó sẽ cần nhiều hơn. À, trong Excel. Để đi là nó sẽ ra đây. Là nhiều quá. 200 pixel. Rồi. Mình ở trên gần một chút. Từ margin không thôi. Trên mình cần 20 pixel. Và bên gần 200 pixel. Rồi. Dưới dưới mình 20 pixel và bên phải mình không cần cần nữa đây chỗ này cần trên 200 cái này cái là không cần nó đã ra ngoài này này nó sát luôn mình cho nó sát lên tịnh 108 đi. Các bạn không rõ các bạn có thể bật cái inspect này, các bạn có thể thử ở trong đó. Bạn chọn thẻ này, bạn thấy H2. Bạn thấy ở đây mình có 108 mình có thể sử dụng kéo kéo luôn phần inspect này để xem số bao nhiêu nó nhìn nó vừa phù hợp thì mình sẽ chọn cái đó. Đây 200 là nhìn nó được. 108 là hơi ít. Đây mình sẽ lên 210. Đó. Ở trong code thực tế của các bạn sẽ chọn 200 là đó, giờ nó ra giữa rồi. Tiếp theo mình sẽ đến phần table rồi mình sẽ làm việc với table. Mình sẽ thấy các thẻ table của mình ở đây nó sẽ có table này. Và mấy hàng rất nhiều hàng một một hàng hai hàng ba gần gần chục hàng gì đó trong mình sẽ có th là phần tiêu đề và các phần tử con t t tr và td đầu tiên mình sẽ chọn chọn thẻ table trước table. Mình cứ kẻ một cái ô trước xem nó như thế nào à, khi khi bạn gõ các bạn sẽ thấy cái cú pháp của mình ở đây khi bạn chọn table bạn sẽ thấy syntax này là độ rộng chiều rộng của cái đường line và đường line kiểu của đường line và màu sắc chọn chiều rộng là 1 pixel kiểu kiểu là solid black để mình dễ nhìn nha cho ra cái bảng này để tí nữa mình kẻ màu cho nó dễ chịu tiếp theo table sẽ đến texture mình cũng border nó nè TD à mình border TD rồi đây mình thấy giữa này có những cái khoảng khoảng cách
mình không thích nhận khoảng cách này, mình có thể sử dụng space, border space, mình cho là không, đó, thế nào nó không còn khoảng cách nhé. Rồi có cái màu nền ở đây, cái màu nền chung chung này là xanh xanh xám xám, anh vào color xanh xanh xám xám cái màu này. Ừ. Ở đây mình sẽ không dùng blank nữa, chọn white cho nó giống ở trong đó. Rồi, nó đã kẻ rồi, giờ mình muốn nó ra giữa này. Tách cái này, xem chào. À, cái này tách thôi. Mình cần nó gần ở giữa. Green auto, thế nào đây là giữa này. Tiếp theo là mình cần giãn dòng cho nó đều ra. Giãn dòng đây mình sẽ cần giãn dòng với TH và TD. Đây mình sẽ chọn hai cái nữa. TD, TH. Mình sử dụng thuộc tính hay. Bạn coi thăm thôi vậy đi. Rồi mình cần cho có chiều rộng lên, bạn thấy chiều rộng ở cái phần đầu tiên này nó nhiều hơn chiều rộng ở hai cái phần này, nhưng mình sẽ sử dụng cái bộ chọn nâng cao của mình để làm sao để chọn chọn mỗi cái hàng đầu tiên này thôi. Và hai cái này mình sẽ sử dụng cái bộ chọn khác. Bạn sẽ thấy ở đây là có team team name là phần tử đầu tiên của cái phần teacher này, và các tên nó là phần tử đầu tiên luôn. Mình sẽ chọn t td và th với phần tử đầu tiên. Td chọn lớp giả là the first 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 child là phần tử con đầu tiên. TH mình chọn first chiều tương tự luôn. Sau đó mình giãn dòng đây với width 200 pixel nhiều hơn, mình dùng đơn vị phần trăm đi. À, thấy nó đã giãn là dài ra rồi, dài hơn hơn kia rồi. Rồi lần này bạn đến chọn bộ thứ ba và thứ tư, mình chọn lát lát đặc chiêu td bạn sẽ tự chọn đếm số này là ntn chiêu. Rồi đây mình sẽ đến thứ đây hai td teacher, mình dựng teacher nó phần tử con và phần teacher. Hai và ba. Đây mình tách tách mình tách ở giữa, mình sẽ độ dài cho nó với 100 pixel là bằng rưỡi kia. À đây nó vẫn chưa chọn đúng, thế thế à đúng rồi, 150 pixel.
giãn ra rồi. Mình thấy tách ở giữa nữa, tách ở này xem chưa. Ở giữa rồi. Mình gần là mình thành rồi ha. Còn TD nếu mà thấy chữ là này nó màu trắng và chữ kia màu xám. Đấy là T, TH. TH chữ màu trắng, mình chọn mỗi TH thôi. À, cho chữ to ra một chút font size mình cho to gấp đôi hai lên to 1,5 thôi. Ồ, cái TH ở bên trên có rồi kìa. Đúng rồi cái th th ở đây á, mình chọn kết hợp mình chọn hai cái th và td luôn. Đây mình chỉ cần chọn mỗi th nhỏ ở đây thôi, mình chọn mỗi cái th này thôi, mình không muốn chọn đến những thẻ td ở dưới này nữa. À, rồi rồi rồi. Cái nền này nó hơi khó nhìn nên mình chuyển ra cái nền đậm hơn. Rồi các bạn thấy TH. Đây là mỗi cái thẻ TH của mình được in đậm hơn. Mình sẽ cho đem background color là một cái màu khác đậm hơn. Xanh nhưng mà đậm hơn. Green. Này này. Mình làm minh họa đây. Màu chuẩn hơn thì các bạn nên sử dụng một tính năng copy màu cho nó chuẩn hơn. À, mình cũng đã gần hoàn thành rồi. Tiếp theo mình cần cái bạn thấy cần nó bo góc hai cái trên đầu tiên là nó kẻ kẻ một đường thẳng ở đây, mình cũng kẻ thôi, border ở dưới là bottom, border bottom để hai pixel một thôi. Green chắc cái đó nhìn cũng giống màu xanh, một cái màu green sáng hơn, green zero thôi. À, chưa đủ sáng thì chọn màu khác hơn cho nó nhìn cho nó dễ nhìn hơn, màu vàng. Nó hơi nhỏ. Đó, thấy bạn thấy màu vàng ở đây. Đây mình sẽ bỏ đi cái phần đen đen ở bên ngoài. Lúc đầu mình kéo để nhìn cho nó dễ thôi. Đó. Ừ, có một số lỗi gì đó ở trong cái phần cái thẻ thứ ba này, nó không được chọn. TD phần chiều thứ ba, TD phần thứ ba woman. TD mình mới chọn cái phần thứ hai, mình chưa chọn cái thứ ba, mình chọn thêm cái thứ ba. À, mà thấy nó đã ra giữa rồi. Ở này TH mình cần chọn cái thứ hai, mình chọn luôn. Để cho hai cái chữ này nó ra giữa. Rồi giờ mình cần bo bo mỗi hai góc này, tức là cái T TH TH đầu tiên và cái TH cuối cùng. Mình nghĩ là mình có thể dùng cách khác, mình dùng class vô cái này đi, class vô cái thẻ t chờ đầu tiên này, mình thử mình chưa thử coi nó có hoạt động hay không. Bỏ góc bạn có rất rất nhiều lựa chọn, các bạn có thể sử dụng cái lớp giả hoặc là các bạn có thể sử dụng class order radius. Thử nó có áp dụng không? Nó không áp dụng mình bỏ này đi. À, mình sẽ chọn first, th first và th last. Chờ.
mình có top left là gì á, 5 pixel à, còn lại bao nhiêu cho nhiều hơn đi, nhìn cho nó rõ. Rồi tiếp theo à, đây mình chỉ chọn mỗi cái đầu tiên này, cái này mình sẽ không có. Top rồi mới sẽ bạn thấy hai bên đã bao tròn rồi. Mình zoom đây, mình thấy chỗ này nó có một chút xíu cái phần màu ở đây nó cũng chưa được chọn rồi. Làm sao để nó mất cái phần màu ở chỗ đó, cái phần màu này mình áp dụng ở thẻ color, table, mình sẽ sửa lại cái table một chút ở đây. Mình cũng sử dụng hai cái tính đó thôi, border top left radius. Right left top right đó. Rồi, các bạn đã thấy là mình đã cái phần lap này, bài lap số 6 là đủ xong cái phần số 6 rồi. Mình sẽ sử dụng định dạng cho table và tạo menu. Các bạn có thắc mắc gì trong cái phần tạo table menu ở trong này không ạ? Anh ơi, anh cho em hỏi là làm bài nát 6 là phải y như thế này mới đúng ạ? Không, các bạn không cần phải giống y chang như này đâu, mà các bạn sử dụng các các CSS, các thuộc tính, các bộ chọn CSS làm sao cho nó ra đúng như thế này. Hình nó có hình dáng tương tự, các bạn có thể khác khác hình này, khác màu rồi khác kích cỡ này một chút, nhưng mà các bạn cũng phải có một cái hình dáng tương tự như bài của mình đã nhìn, nó tương tự như cái bài đó này. Gần gần tương tự, chỗ này mình cần cách ra một xíu, mình cho cách ra một xíu thôi. Bạn nhìn cho cái trang web của mình nó đẹp rồi này, không cần phải giống y chang đâu. Nhưng ví dụ như chỗ này các bạn thấy chữ này nó căn ở góc này, các bạn nên làm theo góc này để mình luyện tập. Giống như mình muốn ở chỗ nào thì nó sẽ ở chỗ đó. Thì sau này các bạn làm assignment thì các bạn sẽ linh hoạt hơn. Chữ team name này nó ở góc, người ta yêu cầu ở góc thì mình làm yêu cầu ở góc thôi. Hơn ở góc dạng trái ở giữa thì các bạn cứ làm ở góc trái ở giữa, mà khi review assignment các bạn có thể giải thích là tại sao các bạn làm như vậy, thì các bạn đã hoàn thành yêu cầu của cái lab rồi. Nó cũng không cần yêu cầu là giống y chang như này, nhưng mà các bạn phải biết hiểu làm như thế nào để tạo ra như vậy. Chỗ này mình thấy nó cách ra một chút này, và cái đầu tiên này nó ở góc à, cái đầu tiên của mình ở góc, và chỗ này chưa cách, mình sẽ mai cái phần đó. Đó này là cái đầu tiên team name, mình thấy team name nó ở đâu, team name nó là cái phần tử th đầu tiên. Thì mình đã có cái đẹp th first achieve chai touch align qua lên, mình cần nó cách ra một chút. Đây mình margin 2 pixel chế độ không được margin bây giờ thì mình phát đi. À, đã cách rồi, nghĩ là 10 5 là các cái phần tử này, cái phần tử đầu tiên phát được chiêu của TD nãy mình cũng có làm việc đó rồi, phát được chiêu của TD và TH. À, đây mình có đã chọn này, mình copy luôn cái này. Rồi, cách ra này. Chỗ này mình bị thừa. Chỗ này mình chọn hai cái nữa, thì mình sẽ muốn chọn riêng nó ra. Mình chỉ áp dụng cái đầu tiên này thôi. Mình không có copy nguyên cái dòng này lên trên này. À, vậy là bài của mình đã xong. Và còn cái phần này thì mình sẽ làm tương tự một cái bảng nhỏ ở đây này.
yêu cầu thực hành, các bạn chỉ cần làm đủ các yêu cầu thực hành này là được rồi. Tại sao là mình thấy một câu hỏi tại sao không dùng mặc phim cho NAV mà lại dùng cho A vậy không ạ? Bạn thấy cái NAV ở đây, NAV là một cái thẻ lớn, là một cái thẻ lớn này, nó bao gồm cái thẻ A này. Đây, nếu mà các bạn chọn thằng NAV thì nó sẽ mặc lên cái vị trí của nó so với thằng H1, tức là thằng NAV này. Nếu mà dùng mặc phim thì nó sẽ so NAV này với H1, chứ nó sẽ không giữa các phần tử A này với nhau. Đây mình cần khoảng giữa các phần tử A, mình sẽ dùng để mình dùng mặc phim cho phần tử A thôi. Các bạn thấy này. Ở đây mình chỉ cần cách cách giữa thằng A thôi, còn cái khoảng cách của thằng H1 và thằng nguyên cả bốn cái này đều đều trong NAV. Khi nào mình muốn thay đổi cái khoảng cách giữa giữa H1 và NAV này, mình mới cần dùng mặc phim để trong cái thẻ này không? NAV mình thử rồi, NAV của mình mặc phim mình luôn top thôi, mình cách cái thằng ở trên thẻ H1 cách là 30 pixel. Các bạn đã thấy là toàn bộ cái NAV của mình đã di chuyển xuống dưới 30 pixel rồi. Xong mình nhỏ làm sao để các mục từ trên xuống không bị khoảng trắng nhé. Có thể hỏi lại câu hỏi các mục từ trên xuống không bị khoảng trắng. Ý là các bạn muốn sử dụng các mục nào không bị khoảng trắng. Ý. Mình chưa hiểu câu hỏi của bạn Đức Hiện lắm, Đức Hiếu. Đức Hiếu không biết còn ở đây không ha? Thì có thể bật mic để hỏi để rõ thêm, thì thấy còn Đức Hiếu Vâng ạ, mọi người nghe rõ không ạ? Nghe rõ rồi rõ đấy. rồi em. Vâng, em làm cân em cũng làm bình thường thôi, cũng không để khoảng trống gì, nhưng mà cái footer với header với body của em ấy, nó cứ bị một cái khoảng trắng ấy, em để padding mà nó cũng không 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 mất cái khoảng trắng đấy. Ý là cái khoảng trắng ở trên cùng với trang web của header hay là khoảng trắng giữa các thành Khoảng phần, trắng giữa các thành phần đấy. ví dụ như anh muốn thêm từ khoảng trắng giữa cái đó các bạn, đúng rồi, em nên dùng cái box sizing border box và margin padding thành không hết, anh xóa đi thử nó sẽ có mất hay không. Em thấy nó có một những khoảng trắng như thế này vậy. À, vâng đúng rồi. Đó Vâng. là do cái em cần lúc ban đầu ấy, em nên sử dụng cái mặt pin và padding cho nó về không hết thì nó sẽ không còn cái khoảng trắng nữa. Ở đây có một khoảng trắng nhỏ nhỏ ở trên, Vâng, em có để một rồi, khoảng em trắng. cảm ơn ạ. Em cảm ơn ạ. Bạn nào còn câu hỏi nào nữa không ạ? Bạn này mình bạn có thắc mắc gì về cái phần tạo menu này? Đúng rồi. Đây là mình cơ bản thôi, mình cơ bản thì mình chỉ tạo menu một lớp. Mình xóa cái padding đi. Em vào sau với anh có thể kéo xuống khi xem hết cái phần code được không ạ? Em muốn coi phần code nào, em có thể dừng ở phần code thôi nha em coi. Anh, cái phần TH thì anh, em sao ở bên em gọi sang cái link CFF ấy, nhưng mà sao mà không được ạ? TH ở đây. Đúng, cái TH hai chấm xong cái phần ít đấy, đấy đấy nhá. Cái này là chỗ này quên một dấu phẩy. Thì làm sao để nói được? Ý em là sao để cho nó hoạt động? Vâng. Bình thường nếu gọi ở bên CSS thì nó vẫn hoạt động hay sao? Sao nó... anh thử. Và em nó Không. không hoạt động như thế nào em miêu tả lại được không? Nó vẫn vào xong nó có chạy ra được đâu anh? Ý là nó không có đề xuất nhanh nữa, như Vâng. th là hai chấm Nó không có đề xuất như thế. xuất ở đây. Ở đây anh có một cái extension, như là do extension CSS. Em cài cái extension HTML CSS support này như này.
Đây, cái này biết CSS là CSS formatter. Em thử cài thêm hai cái extension này cũng máy của anh có hai cái extension này sau cho ship ấy, để nó đề xuất cái extension nào liên quan tới đó này này em thể sử dụng extension này Path Intelligence. Cái này đề xuất link file cho mình nhanh thôi. Em cài thêm một số cái extension xem thử nó có hoạt động hay không. Thường cái đề xuất những cái đề xuất nhanh đó là do cái extension của mình. Cái đề xuất mà bạn ấy bảo ấy thì mình thấy lúc mà bạn ấy hiện ấy thì nó có đây cái dấu mà lập phương này chính là cái biểu tượng của cái AI ấy. Mà bạn cài mình thấy nhìn vừa lướt qua đấy là Tab 9 AI hay sao ấy. À đúng rồi, Tab 9, mình có Tab 9. Tab 9 là một trong những cái AI được recommend đấy. Thì đúng rồi, chính là cái biểu tượng mà nó vừa recommend cho mình là nó lấy từ cái extension Tab 9 này sao? À cũng có thể là Tab 9. Bạn cài từ Tab 9 extension được. À, coi lại bài nhé. Từ các bạn có thể coi thêm ở trong này. Trong cái phần tài liệu đọc. Đó. Ở phần bài 5. Bài 5 có phần tài liệu đọc. Các loại selector phức tạp, bạn có thể đọc thêm các phần đó ở trong, nó cũng có nói về cái các loại NTN này rất là kỹ, các bộ trận và các thành phần giả rất là kỹ. Ngoài ra các bạn thể tham khảo thêm các link ở trên W3 School, cái trên này nó hướng dẫn rất là nhiều CSS. Đó, table. Đó, trong đây người ta cũng hướng dẫn table rất là kỹ. Phunix cũng hỗ trợ dịch cho mình, mình đọc rất là dễ. Và thử thể thử nghiệm các thuộc tính table nhỏ nhỏ đây, cho mình vừa cũng vừa làm vậy thôi. Những cái nhỏ đó.